Hello tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã đến với kênh của mình. Và trong video ngày hôm nay mình sẽ nói về 6 cái lựa chọn mà sắp tới các bạn sẽ được chọn một đứa free trong 6 cái lựa chọn Hero Moonlight Selector các bạn. Trước hết thì mình xin nói đây chỉ là cái quan điểm cá nhân của mình thôi. Và mình thì không phải là VIP bro chùm gì cả, mình chỉ là một người chơi bình thường. Cho nên các bạn hãy chỉ nên lấy đây là một cái ý kiến tham khảo để mà có thể chọn được Hero Moonlight tốt nhất cho các bạn. Cái danh sách 6 hero đó bao gồm là Abitur Vildred, Spectre Tenebria, Martial Artist, Kane, Dark Corvus. Và hệ ánh sáng thì nó có 2 hero khác, đó chính là Jadkise và Rue of Light. Trong 6 hero này á, mình nghĩ 2 hero đứng top đầu chính là Abitur Vildred và Spectre Tenebria. Đầu tiên là Abitur Vildred thì như các bạn biết á, với cái hệ chỉ số rất là thiên về tấn công như thế này, đồng thời là bubble chiêu cũng khá là bá đạo á, với một chiêu AOE có hiệu ứng blind và một đặc biệt là cái passive mà hồi sinh nè các bạn. Coi như là Abitur Vildred nó có 2 mạng rồi. Nếu như mà với các bạn mà mới chơi game á, thì có được Abitur Vildred trong team nó như là có thêm một slot hero vậy. Bởi vì là khi các bạn chết thì các bạn có thể được hồi sinh và ngay lập tức các bạn có thể chơi chiêu 3 luôn. Nó làm cho việc mà các bạn đi farm map lúc đầu game nó rất là dễ dàng. Và không chỉ vậy, ngay cả với những cái bạn mà chơi lâu á, thì việc farm bằng Arbiter Vildred nó cũng gọi là một cái ước mơ của nhiều người. Bởi vì các bạn biết là đây là farmer tốt nhất game luôn để đi farm map. Thứ nhất là hệ bóng đêm thì không bị khắc hệ. Thứ hai là cái chiêu cuối nó có thể reset cooldown, các bạn có thể farm liên tục. Rồi chưa kể những cái lĩnh vực khác, ví dụ như boss hunt thì có thể đi boss Azimanac, đi những con boss raid, hoặc là đi những con boss một vài tầng trong Abyss. Rồi ngoài ra những con boss vớ vẩn khác, ví dụ như Spirit Altar, này, những con boss mê cung này, thì hoàn toàn các bạn có thể bưng Abitur Vildred vào, làm sát thương chính luôn. Thì đó, về PvE là coi như nắm chùm luôn rồi. Về PvP thì các bạn thấy Abitur Vildred nó vẫn nhan nhản trong Arena. Mặc dù là hiện tại đang là cái meta tăng cờ á, nhưng mà ở cái mức rank thấp, từ Challenger thậm chí là ở Champion đổ xuống, Champion 5 đổ xuống, thì Abitur Vildred nó vẫn đầy đường ra. Do đó mà những bạn mới chơi thì hoàn toàn có thể tự tin chọn Abitur Vildred làm carry, gọi là làm cái đứa mà gánh team chính của team các bạn luôn. Thì để build Abitur Vildred cũng không có gì khó ha, các bạn chỉ cần tống một đống sát thương cho nó thôi. Thì đó là về cái khía cạnh mà người mới chơi á, bởi vì người mới chơi mà đâu có nhiều đồ để mà build lung tung được đâu, thì các bạn có thể lấy cái set đồ mà được tặng free á, kèm với lại con Spirit Tiaria gì đó, thì các bạn gắn vô Abitur Vildred nó vẫn lên được đủ cái chỉ số là crit chance, crit damage rồi attack, các bạn có thể đem đi xoay bình thường luôn. Đó là về Abitur Vildred các bạn lựa chọn đầu tiên mà mình nghĩ là những người mới chơi rất là nên chọn, bởi vì nó sẽ gánh game các bạn rất là dễ dàng, gánh trong mọi trường hợp luôn, PvP, PvE. Thì mình nghĩ với những người mới chơi thì đây là lựa chọn số 1. Một cái lựa chọn tiếp đến mà rất là đáng cân nhắc chính là Spectre Tenebria các bạn. Thì đây là cái lựa chọn mà sẽ phù hợp với những bạn nào đã chơi game được một thời gian rồi. Các bạn đã có team Arena rồi, các bạn đã có team farm rồi á, thì các bạn có thể cân nhắc lấy Spectre Tenebria hơn là Abitur Vildred. Bởi vì cái lý do là Spectre Tenebria nó có một cái passive khá là hay, chính là nó tàn hình nguyên trận đấu luôn. Và khi các bạn dùng cái passive này thì kẻ địch nó sẽ tấn công những hero khác, chứ không phải là nó không thể luôn tấn công được Spectre Tenebria, trừ khi nó xài cái chiêu AOE thôi. Đồng thời là khi mà kẻ địch chết á, thì Spectre Tenebria sẽ được cộng dồn chỉ số attack và def vô nữa. Thì với cái passive như thế này, Spectre Tenebria có thể đóng vai trò là sát thương chính boss khá là mạnh luôn. Chưa kể chiêu 1 có thể stack độc liên tục. Các bạn có thể burn, nghĩa là dùng hai cục lửa nè, burn liên tục và stack độc liên tục, thì cái điều này nó rất là mạnh trong cái việc là đi boss Abyss. Thì những bạn đã chơi được một thời gian rồi chắc chắn là sẽ có một cái gọi là khó khăn trong cái việc đi boss Abyss. Nếu như các bạn chưa có Spectre Tenebria, các bạn có thể dùng Kiris để stack độc, nhưng mà Kiris thì nhiều khi nó tắt không kịp á các bạn. Cho nên là với một cái cây soul dài, full soul đó, các bạn có thể burn
Spectre Tenebria liên tục và stack một hàng độc luôn. Thay vì Kiris các bạn chỉ có thể stack tối đa là 3 cục độc thôi. Thì đó là một cái điểm mạnh của Tenebria. Một cái điểm nữa chính là cái chiêu cuối các bạn có thể là stun. Một vài con boss trong Abyss có thể đòi hỏi các bạn cần phải stun. Rồi cái chiêu này sau khi stun nó lại còn trừ combat readiness nữa. Cho nên là cái cơ chế của Spectre Tenebria nó thiên về cái việc mà đánh boss hơn. Và đúng như vậy là boss Abyss Tenebria đắm chùm luôn về mặt sát thương chính của boss. Thì đó, nếu như các bạn mà muốn thông quan Abyss siêu nhanh siêu lẹ thì các bạn hãy cân nhắc đây là một cái lựa chọn dành cho các bạn. Về PvP thì Tenebria bóng đêm như thế này nó rất là phù hợp trong những cái team mà team ẩn mình đó các bạn. Ví dụ như các bạn đối đầu với team địch mà team địch không hề có một đứa AoE nào hoặc là AoE mà yếu thôi, thì các bạn hoàn toàn có thể bưng Tenebria vào và bưng thêm mấy con tăng cờ ở ngoài á, thì team địch nó chỉ xỉa tăng cờ thôi, trong khi Tenebria có thể tự do thoải mái là xỉa từng đứa một trong team địch luôn. Thì đó là cái điểm mạnh. Estene có thể sẽ phù hợp với những cái bạn mà đã chơi một thời gian có team farm đầy đủ rồi á, thì có thể cân nhắc. Tiếp đến vị trí thứ ba chính là Rue of Light các bạn. Thì mình đánh giá Rue of Light nó hơi thấp hơn so với lại Orbital Virage và Spectre Tenebria một chút. Bởi vì Rue of Light nó thiên về support. Khả năng nổi trội của Rue of Light chính là khả năng hồi sinh đơn mục tiêu tốt, khả năng hồi máu đơn mục tiêu tốt. Cái chiêu 1 này thì các bạn có thể soul burn hồi máu cả team, nhưng mà nhìn chung nó chỉ hồi máu tí tí thôi. Nhìn chung Rue of Light nó thiên về hồi máu đơn mục tiêu tốt. Do đó mà sẽ rất là khó chịu nếu như các bạn gặp Rue of Light mà trong Arena hoặc là Guild War hoặc là RTA chẳng hạn. Bởi vì là rất là khó để mà giết bản thân Rue of Light. Rồi đồng thời nếu các bạn để Rue of Light sống thì rất là khó để giết những cái hero còn lại đó. Thì đó là cái điểm mạnh bởi cái sự khó chịu của Rue. Tuy nhiên nếu như các bạn xét về PvE á, thì cái thứ gọi là cái việc mà hỗ trợ Ruel mang lại trong PvE nó không có nhiều và nó không có được mạnh bằng những cái hero bình thường, hệ bình thường không cần phải mua line nữa. Ví dụ các bạn thử so sánh với lại Ray đi, hoặc là cái con buff mà được cho free luôn, Momorancy, Angelic Momorancy đó, thì những đứa đó nó làm khá tốt cái việc mà support cho team trong PvE rồi. Cho nên là các bạn nếu mà thiên về PvE trước cần cày PvE á, thì các bạn hãy chưa cần rước Ruel về vội. Tuy nhiên nếu các bạn đánh mạnh vào việc là đánh Guild War hoặc là đánh PvP Arena, RTA các kiểu các thứ á, thì các bạn hãy rất là nên lấy Ruel offline. Gọi là nên cân nhắc với lại hai cái lựa chọn trước luôn á là Obi với lại Estene. Bởi vì Ruel offline nó là minh chứng của sự khó chịu cùng cực trong Arena. Có một vài cái counter cho nó, nhưng mà bản chất và khi mà bạn gặp Ruel các bạn thấy rất là gọi là bối rối, bực tức trong lòng á, bởi vì là cái độ mà nhây nhây của nó rất là mệt. Thì đây là cái lựa chọn số 3. Với cái hệ chỉ số mà thiên về cái việc tăng như thế này, các bạn thấy 5400 máu, 798 def. Def rất là cao luôn, thì các bạn có thể build kiểu rất là tăng cờ. Đồng thời là effect resistance các bạn chú trọng nâng lên nhiều á, thì bạn có một cái con Ruel rất là cù nhây. Thì đó là cái cách build chính của Ruel Offline. Và đây là cái lựa chọn thứ ba. Thứ ba mà mình nghĩ là các bạn hãy nên cân nhắc nếu như các bạn chú trọng đến PvP. Tiếp đến chính là hai lựa chọn của Darkoverse và Martial Artist Ken. Thì đây là hai cái lựa chọn mà mình nghĩ nó cũng rất là khó để mà xếp hạng. Nó tương tự với lại RB với lại Estene á, nhưng mà nó khác một cái là nó ở khúc dưới thôi. Thì tại vì mình có Darkoverse trước khi có Ken, cho nên là mình xài Darkoverse nhiều hơn. Cho nên là nếu là cá nhân mình sẽ ưu tiên là Darkoverse xếp hạng tiếp theo, nghĩa là hạng 4, và Martial Artist Ken xếp hạng 5. Đầu tiên mình nói với Darkoverse đi. Thì Darkoverse nó có cái tuyệt chiêu cuối này rất là kinh khủng các bạn. Đó là đây là chiêu đơn mục tiêu thôi, nhưng mà sát thương rất là tởm lợm. Và gọi là nó gây sát thương dựa vào cái lượng máu tối đa của Corvus đó, mà sát thương rất là cao luôn các bạn.
Với một con Corvus mà khoảng 27.000 máu, các bạn soul burn lên, các bạn tốn 10 cục lửa thôi, các bạn đập một phát có thể lên đến 20.000 máu luôn. Thì đó là cái chiêu cuối của Corvus. Nhược điểm là cooldown khá là lâu, 9 lượt, 8 lượt. Nhưng mà nó được bù đắp bởi cái chiêu passive, nghĩa là nội tại của Corvus. Khi mà Corvus nhận đòn á, thì sẽ giảm cooldown, và nhận đòn crit thì nó sẽ giảm 2 lượt cooldown nữa. Cho nên là nếu như các bạn để Corvus đứng tăng thì team địch nếu mà có gây nhiều đòn crit á, thì Corvus sẽ hồi cái chiêu 3 này rất là nhiều. Bạn có thể đập banh chành team địch luôn. Hệ chỉ số Corvus cũng không phải là tệ, thiên rất là nhiều về việc tăng máu, 7.000 ma máu lượng, chỉ số dép cũng khá tốt. Thì các bạn build Corvus á, các bạn hãy chú ý nâng máu rất 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 nhiều lên, nâng dép thì vừa vừa để mà khỏi ăn đam nhiều. Rồi các bạn hãy chú ý nâng nhiều effect resistance nữa, thì các bạn đã có một con quái vật trong viewer. Thì với cái hệ chiêu như thế này, các bạn có thể thấy là Corvus trong PvE là cực kỳ không có ứng dụng. Bởi vì mặc dù là có thể đánh được, có thể đánh qua màn, nhưng mà thời gian rất 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 là lâu, cho nên là không ai xài Corvus đi PvE cả, cho nên là chỉ xài trong PvP thôi. Mà PvP thì lại mạnh trong Guild Wars là chính, bởi vì Guild Wars có 3 đứa à. Đánh vừa vừa để mà Corvus còn có nước mà chơi chiêu. Nhưng mà ví dụ như đánh trong Arena thì setup rất là chuẩn, nghĩa là setup như là phá giáp, rồi búp vật tắc, rồi sát thương chính gì đó thì Corvus vẫn có thể tăng được. Nếu như trong vài trường hợp thì vẫn có thể tăng được, tuy nhiên là cái khả năng bị chết rất là nó cao hơn rất nhiều so với lại Guild Wars. Cho nên là tỏa sáng nhất của Corvus chính là ở Guild Wars. Về cách build đó Corvus đó, thì các bạn hãy chú trọng vào máu và dép và effect resistance nữa. Ở đây cái build này là mình xài từ hồi xa xưa rồi á, cho nên là nó hơi bị không chuẩn lắm. Nếu mà các bạn muốn build chuẩn thì các bạn hãy dồn cái effect resistance này lên cao, ới là cao luôn, khoảng chừng 150. Chắc 150 hơi khó, chắc trên 100 thôi, nhưng mà nên lên 150. Khi đó các bạn có thể dùng kèm với cái artifact là Struck Gauntlet. Thì đây chính là Struck Gauntlet. Ở đây mình chưa có max thôi, nhưng mà nếu như các bạn max đó, thì nó tăng lên đâu khoảng là 50-60% effect resistance. Thì với cái lượng build khoảng 150 effect resistance từ Dark Corvus, nếu như các bạn đạt được tới đó thì các bạn gắn thêm cái artifact này vô, các bạn đã có 200 effect resistance, là coi như các bạn miễn nhiễm gần hầu hết là các hiệu ứng xấu luôn. Và như vậy thì khi kẻ địch đánh vào người các bạn chỉ có là tăng, gọi là hồi chiêu cái chiêu 3 này càng nhanh thôi, chứ cái việc mà các bạn bị one shot rất là hiếm xảy ra, bởi vì kháng hiệu ứng mà. Thì đó là một cái cách build mà Dark Corvus hiệu quả trong đi Arena Guild Wars. Tuy nhiên với cái cách build này thì mình nếu mà phối hợp với một vài hỗ trợ, chẳng hạn như mình thường cặp với lại Ray hoặc là Destina để mà giải hiệu ứng hồi máu á, hoặc là Momoranzi cũng được để mà đặt cái immunity lên hồi máu, thì việc Dark Corvus cặp một đứa support healer và solo, không phải solo mà là đánh hết team địch, thì nó có thể xảy ra. Và các bạn đứa tăng cờ thứ ba, các bạn có thể chọn tùy thôi, như là crow chẳng hạn, hoặc là một đứa khác support, hoặc là một đứa khác mà gây sát thương đơn mục tiêu, rồi từ đó các bạn có thể đi Guild Wars dễ dàng. Thì thường mình sẽ dùng Dark Corvus mà đi đánh những cái team địch mà nó có những gọi là cleaver mà speed cao á, chẳng hạn nó có những cái đối tượng như là Assassin Seed, là Assassin Coli, thì mình sẽ vác Dark Corvus vào và một đứa healer khác vào, và từ đó mình có thể đánh dễ dàng, đó gọi là team không não á. Thì Dark Corvus là một lựa chọn đứng hạng thứ 4 trong số các lựa chọn. Martial Artist Ken thì hiện tại mình tháo đồ rồi. Cái này không phải là cái set đồ đầu gọi là mình dự tính build thôi. Nếu như các bạn muốn rước Ken về nhà thì các bạn hãy build thiên về crit damage và máu, càng nhiều càng tốt. Các bạn hãy thiên build về cái effect resistance nữa, bởi vì là Ken nó có cái bộ chiêu dựa vào cái chiêu 2 rất là nhiều. Chiêu 1 với chiêu 3 mình thấy nó làm cảnh thôi á, thiệt là nó chỉ để làm cảnh thôi. Nếu như các bạn chú trọng build và sát thương của chiêu 3 và chiêu 1 thì các bạn sẽ đánh đổi lại là Martial Artist Ken nó sẽ bớt trâu bò đi. Và khi nó bớt trâu bò đi thì cái việc mà nó bị counter ngược sẽ dễ xảy ra. Ví dụ
Trong những cái team viewer mình thường đánh hoặc là team arena luôn, martial arts scan nếu mà mình thấy chỉ khoảng từ 15.000 máu trở xuống mình là coi như trận đó dễ rồi đó. Mình có thể phát CC below level và đánh những đứa đầu đầu ngoài ở ngoài, tránh đánh con Ken thôi, mà từ cái counter của CC below level mà Ken có thể chết luôn. Thì đó là cái nhược điểm khi mà các bạn build ràng, gọi là dàn trải chỉ số ra á, để mà build chiêu 3 và chiêu 1 đánh nó đau, thì các bạn hãy chỉ nên build dựa vào cái chiêu 2 này là chủ yếu thôi. Và để làm như vậy thì các bạn hãy nâng máu nhiều lên, nâng def thì cũng nhiều lên tí để mà đỡ chết. Rồi xong rồi các bạn hãy nâng critical crit damage nhiều lên. Không cần nâng crit chance đâu các bạn, bởi vì cái chiêu 2 này counter á là sẽ luôn luôn crit. Nếu như mà counter đúng á nha, bằng cái Dragon Flame này nè, các bạn nghĩ là các bạn bị đánh crit và các bạn đạp bay lên trời á, các bạn thấy nó đánh bay lên trời thì cái đó mới là đúng, đúng là cái Dragon Flame này. Còn cái 30% này chỉ là counter bình thường thôi, nghĩa là không có gì hết, nó đánh không crit thì các bạn vẫn có thể giọng nó bằng chiêu 1, nhưng mà như vậy thì nó sẽ không crit. Thì chủ yếu là cái Dragon Flame này đây. Và để tận dụng đó thì các bạn hãy nên nâng crit dam nhiều, bỏ crit chance đi, nâng máu nhiều, nâng def nhiều, nâng effect resistance nhiều. Bởi vì nếu như mà Dark Ken nó bị một cái hiệu ứng là cấm hồi máu trên người thôi là coi như Dark Ken phế, không có chơi được gì cả. Rồi ngoài ra những hiệu ứng khác như là phá giáp thì coi như cũng là hơi bị phế rồi đó, là dễ bị one shot. Đồng thời là với cái sự ra đời của nhiều hero counter, ví dụ như là Landy này chẳng hạn, hoặc là ngay cả Spectre Tenebria luôn, chiêu 3 của Landy không thể bị counter, chiêu 1 của Spectre Tenebria không thể bị counter, và ai biết được trong tương lai nó còn những hero nào khác mà không thể bị counter. Thì các bạn thấy không thể bị counter nó làm cho cái giá trị của Moonlight Ken nó giảm xuống rất là nhiều. Bởi vì Ken mà nó đánh chủ yếu dựa vào counter đúng không, thì đó, sự ra đời của cái thứ gọi là không thể bị counter nó làm nó đẩy Ken xuống dưới đáy xã hội luôn á. Thì đó chính là cái ý kiến của mình về Ken. Hero cuối cùng các bạn, đó chính là Jackie. Jackie rất là mạnh, theo mình thấy rất là mạnh. Tất nhiên là trong cái khoảng rank từ Challenger trở xuống thôi. Phối hợp với lại Auxiliary Loss, nghĩa là con Aux Loss để bằng buff Combat Readiness lên, thì Jackie hoàn toàn có thể tiêu trừ nguyên team địch luôn bằng cái combo là chiêu 2 và chiêu 3 này đây. Cleave một phát chết luôn. Và thậm chí là với những team phòng thủ á, hoặc là team địch mà nó có Arbiter Virage á, Jackie có thể hoàn toàn cleave chiêu đầu là mất mạng 1 của Arbiter Virage, chiêu 2 là mất luôn mạng 2 của Arbiter Virage. Còn coi như là một cái counter, semi counter, là 1/2 counter lại RB luôn. Với điều kiện là các bạn cần phải có Auxiliary Loss và build speed rất là cao, khoảng chừng 260, 270, 280, 300 speed Aux Loss. Thì vì cái điều kiện các bạn cần, gọi là cái điều kiện mà các bạn cần để mà build Jackie mạnh đó, nó rất là khó đạt được cho những bạn mới chơi, cho nên là mình nghĩ là Jackie sẽ là cái lựa chọn cuối cùng mà các bạn cân nhắc đến. Bởi vì dù cho các bạn lấy được Jackie về, việc build Jackie lên mà để đạt được cái ngưỡng sức mạnh mong muốn đó, nó cũng rất là khó chứ không phải là dễ. Chưa kể là tài nguyên, các bạn phải nâng max được chiêu 2 và chiêu 3 này thì Jackie mới tỏa sáng. Còn không các bạn nâng tàn tàn thôi á, mà không đủ catalyst để nâng á, thì coi như là các bạn cất kho Jackie luôn, không có đi đâu được hết trơn. Một cái hướng build mà mình thấy rải rác trong arena chính là các bạn có thể build Jackie speed cao, 290, 280, 290 speed và effectiveness cao, đồng thời là chú trọng vào máu và def để làm tăng cờ luôn. Thì bởi vì cái cách build như vậy, các bạn có thể phối hợp combo chiêu 2, chiêu 3 để mà chiêu 2 này là strip buff nè, có thể strip cái immunity đi, xong rồi các bạn có thể chiêu 3 để mà xoay trừ cooldown team địch. Thì mặc dù là việc trừ cooldown có thể giúp ích trong một vài trường hợp, tuy nhiên nó chỉ đơn giản là trừ cooldown thôi, và thậm chí không trừ được cooldown của các chiêu nội tại nha các bạn, chỉ là những chiêu nào kích hoạt được á thì mới trừ cooldown. Cho nên nếu mà gặp những cái team đặc biệt, chẳng hạn như Arbiter Virage, chẳng hạn như là Kayron chẳng hạn, hoặc là Moonlight Luluka, thì Luluka vẫn có thể Soulburn bắn chiêu 1-2 lần, Kayron vẫn có thể bất tử, Arbiter Virage vẫn có thể hồi sinh. Cho nên là nó rất là bị giới hạn sử dụng nếu các bạn build theo cái hướng mà tăng cờ như vậy. Mặc dù mà build theo cái hướng tăng cờ như vậy thì nó có thể gọi là các bạn có thể đầu tư ít hơn tí, các bạn vẫn có thể dùng mà không có Aux Loss, nhưng mà cái giá trị sử dụng nó cũng, theo mình nghĩ, nó sẽ giảm
so với lại việc mà các bạn build full sát thương sách kỳ xe. Thì bởi vì build khó nè, xài cũng hạn chế nữa. Hiện tại mình chỉ xài sách kỳ xe trong PvP thôi, và phải đi kèm Oxlot nữa chứ không phải điền mình nó. Điền mình nó thì phải bảo kê rất là dữ và phải có team kéo combat readiness lên để có thể đi được. Rồi PvE thì ít, rất ít luôn á, không hề xài luôn á. Mặc dù là các bạn vẫn có thể, theo lý thuyết các bạn vẫn có thể đi Azimanak 13 rất là tốt, các bạn có thể build kiểu đi farmer cũng khá tốt, nhưng mà như vậy thì sẽ bị giảm cái giá trị sử dụng trong arena. Do đó nó rất là chuyên về một mảng, các bạn cần đẩy mạnh mảng nào rất là mạnh á thì các bạn mới nên cân nhắc lấy Jackie xe về. Còn không thì mình nghĩ đây sẽ là lựa chọn cuối cùng, không phải vì nó yếu đâu, nhưng mà vì nó cần rất là nhiều sự đầu tư, gọi là hỗ trợ, team hỗ trợ. Rồi thì nhìn chung là nó vẫn yếu so với mặt bằng chung. Thì đó là ý kiến của mình về những cái hero Moonlight mà các bạn có thể chọn trong cái đợt selector kỳ tới á. Thì nếu như các bạn vừa mới chơi luôn, không có công Moonlight nào, thì mình nghĩ các bạn hãy nên lấy Orbital Vitrine để mình mở lại cái journal nói cho nó dễ. Đây, nếu như mà các bạn không chưa có con Moonlight nào cả, các bạn vừa mới chơi game, hãy nên lấy Orbital Vitrine. Số 1 luôn. Còn nếu như các bạn đã chơi game được một thời gian rồi, có team farm đầy đủ rồi mà bị kẹt Abyss hay là kẹt Boss gì đó, thì các bạn hãy nên lấy Spectre Tenebria. Rồi, trường hợp tiếp theo, nếu như các bạn đã đi được, có team farm rồi, đi được Boss rồi mà bị kẹt Arena, thì hãy nên lấy Rue of Light. Rồi, ba trường hợp còn lại thì tùy các bạn thôi. Darkovus và Martial Artist Ken thì các bạn thấy đứa nào đẹp thì các bạn có thể lụm về. Theo mình nghĩ là mình ưu tiên Darkovus hơn, bởi vì counter của Darkovus nó ít hơn là counter của Martial Artist Ken. Đồng thời là cũng dễ build hơn nữa, các bạn chỉ cần build nhiều máu và nhiều effect resistance thôi. Còn Martial Artist Ken thì các bạn phải chú ý cân bằng máu, death và critical hit damage nữa, cho nên nó hơi khó build hơn một tí. Mình ưu tiên Darkovus hơn. Và vị trí cuối cùng chính là Shakise. Vì đơn giản Shakise cần rất là nhiều sự hỗ trợ để có thể tỏa sáng trong arena, ở trong chỉ cái PvP thôi á. Còn để mà lấy Shakise về mà đi farm map thì hơi phí. Thì đó chính là cái top 6 của mình về cái hero Moonlight Selector sắp tới. Thì hy vọng là cái video này sẽ giúp các bạn có được cái quyết định phù hợp đúng đắn với tình hình team của các bạn. Rồi, thì mình xin kết thúc video này tại đây. Hẹn gặp lại các bạn trong những video kỳ sau. Tạm biệt các bạn, bye.